Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đi một vòng cái vườn nhà mình cho các bạn xem nha. Đầu tiên cây là cây mít nè các bạn. Trời ơi, cái nó không biết là trái hay là cha nói là cái giái á, giái mít hay vậy. Cây mít này của mình trái cũng đậu đậu nhiều đúng không các bạn. Đó, đây nè, cái cây này nè. Đó, có hai trái bự thì cha mình bao lại rồi, còn cái mấy trái trên đó nè, đó, treo cũng lẳng lẳng, nó đeo đeo vậy đó, trên đây cũng có nữa, đây, mà cái cây này nó hơi nhỏ nhưng mà cho trái hơi nhiều rồi, mình thấy quá trời. Đi lại gần đìa cá là nguyên một cái vàng bông lan nè các bạn. Thì bây giờ cha tạm thời để đây thôi, nhưng mà mai mốt sẽ dời. Rồi đây có một cây mai nữa. Cái cây mai này thì bây giờ nó không có, chưa có chỗ bông, chưa nở, nó còn cái dạng búp búp gì nè các bạn, búp giống vậy nè, nhưng mà búp hay cũng nhiều lắm đó. Thì mai chiều vậy nó nở rồi. Cây này cũng nở nhiều lắm á. Thấy vậy chứ nở nhiều lắm. Cây mai, đầu tiên cho các bạn xem cái gốc trước. Cái gốc mai của mình nè. Tết năm nay trổ bông quá chừng các bạn ơi. Đó, thơm bát ngát luôn, thấy vậy chứ thơm dữ lắm luôn các bạn, kiểu bông sai luôn. Đẹp quá à. Nhưng mà nó trổ vậy là hơi sớm á các bạn, tại vì bây giờ là 29. Đó, bên đây là cây sứ, cây sứ bông cũng quá chừng luôn. Đây, mình có một cái quài chuối mà của bác cho. Xong rồi mẹ treo này các bạn. Dần ươm luôn nghe. Chín rồi, bây giờ mình ăn được á. Đây các bạn ơi, hôm nay á là mình với anh Hu sang Tết ở nhà nha các bạn. Thì có hủ tiếu xào nè, dưa cải, kim chi, cái này là súp, thịt heo kho, thịt heo kho tàu, với bên đây là cái nồi khổ qua hầm của mình nè, hôm bữa gài ăn hết rồi các bạn, ăn còn có nhiêu đây thôi, còn hai trái à, đó hai trái cuối cùng luôn á. Thì giờ ba cô cháu mình sẽ ăn Tết nha, ăn món ăn truyền thống nha, ăn nhiêu đó đó, luôn nè. Rồi bên đây của Út mình. Đó. Thôi bây giờ mình chuẩn bị ăn nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay á là ngày cuối cùng Việt Nam của chúng ta. Cho nên anh sẽ ăn nhiều nha. Cho nên đó là hôm nay anh nói các bạn là ngày cuối cùng mình với anh ở Việt Nam. Thì chuẩn bị chiều nay là mình sẽ đi sang Hàn Quốc ăn Tết. Thì bây giờ mình với anh Huynh sẽ ăn Tết ở Việt Nam trước. Cho nên hôm nay anh sẽ ăn nhiều. Ok. Ăn đi. Ăn thôi. Đây là những cái món ăn truyền thống á các bạn. Món ăn Tết á. Mẹ làm cho mình không dài, mình ăn không dài rồi. Anh thích cái này. Này lấy kéo mình. Anh lấy kéo. Mà có điều ha, có điều này là thịt kho này không ngán, mỡ nó ghiệu rồi các bạn, ăn ngon lắm. Thật khó, bởi kim chi
Út yêu, Út ăn gì giờ? Ăn lặng đĩa nha. Út ăn gì con gấp? Dạ ăn này được rồi. Những món ăn truyền thống ở Việt Nam anh đều ăn được ha. Anh thích món ăn trên trong Việt Nam rất nhiều. Anh thích ăn hủ tiếu xào không? Hủ tiếu xào cũng ngon. Mà anh thích thích kho, kho mốt, kho qua. Hay kho qua hả? Kho qua số 2, số 3. Số 1 là kim chi nè. Ngon. Vài bữa nữa kem chi lên chua nữa là ngon nữa anh ha. Nước tương thêm. Ốc cháo tương thêm không? Có nước tương á. Các bạn ơi, cho nên mỗi người Việt Nam ăn như này lúc Tết không? Ở quê không? Dạ. Lúc Tết ở quê á là nhất định là phải có là thịt kho tàu nè. Phải cái có này. Cái này. Cái này gọi là thịt kho tàu. Bình thường là có trứng nữa các bạn, mà hôm bữa gà mình ăn hết rồi. Thì có món này. Món khổ qua. Bánh tét. Thì ba món đó. Nhưng mà còn hủ tiếu xào hoặc là súp canh á, thì mọi người có thể thay đổi theo ý muốn. Tùy gia đình. Thịt kho rượu. Ăn một lần một chút nữa nha. Ở Hàn Quốc thì chỉ có tót thôi ha anh. Có một món truyền thống thôi hả? Tót cuốc là món ăn nổi tiếng. Món khác là không biết. Tại vì người không phải là không phải không truyền thống nữa. Tôi là lý do là giống như lúc Tết này người Hàn Quốc nhiều người rất nhiều người Hàn Quốc đi ngoài. Nước ngoài dạ. Đi chơi uh-huh. Không có ở Hàn Quốc nè. Dạ. Bí bể không có các xe. Dạ. Anh nói là ở Hàn Quốc không có truyền thống nữa các bạn. Tết á người ta hay đi chơi đi du lịch á. Thành thử ra ở Hàn Quốc không bị kẹt xe. Với lại người ta không có giống như ngày xưa làm những món ăn truyền thống, cho nên bây giờ anh cũng không có biết nhiều nữa. Có bao thịt nè. Có bao gấp khó. Dưa cải. Dưa cải cũng ngon. Nhưng mà không có cay. Còn kim chi thì cay. Để dùm nhẹ, để đường lên đây nè. Chi rắn. Ngon quá. Về nhà mẹ kho một nồi thịt kho tàu các bạn. Hai đứa ăn hết rồi, thịt kho rồi đi. Rất ngon. Tuyệt vời.
để ít bữa nó chua một chút. Sour ra mò. Bao nhiêu một cây vậy? Ăn sống nhỉ? Bây giờ ăn xong rồi cái chiều nay mình đi lên thành phố, đi ra sân bay. Đi ra sân bay khuya nay bay các bạn. Khuya nay bay sang Hàn. À, xin lỗi Úc yêu. Cảm ơn. Úc, cảm ơn Úc để cho Úc với anh á. Úc yêu chăm sóc anh nha. Anh cho biết đi vô cả hay sang ai sao? Cho nên mỗi người chăm sóc bay nhau nha. Úc trước anh, Úc trước. À, Úc trước. Anh gấp chút á. Cảm ơn. Dạ. Em Nguyên thích ở thích. Ừ, em thích ăn giỏ luôn. Ok. Thôi đi rồi. Rồi cảm ơn anh. Ngon. Hồi nhỏ anh, em đâu ăn được khổ qua này đâu. Hồi nhỏ when I was young á, I cannot eat it. Bị forbidden. Nhưng mà bây giờ em ăn được. Đúng rồi, khi anh lên Hàn Quốc mà anh đi anh lên Việt Nam nên đào tiếng không ăn cái này được. Ăn không hề, tại sao người Việt Nam ăn cái này? Tại vì nó không ngon đúng không? Nhưng mà bây giờ ngon. Ngon lắm. Khi mà biết ăn rồi mới ngon. Ngon lắm. Ngon quá. Ngon quá nhỉ. Hôm bữa giờ á là mặc dù là thời gian mình với anh Huân về nhà cũng không có dài, không có lâu các bạn, khá là ngắn, nhưng mà mình với anh Huân giống như là mình giống cố gắng cho anh trải nghiệm á, cho anh làm những cái việc mà Tết ở Việt Nam mọi người hay làm, rồi những món ăn mà Tết ở Việt Nam mọi người hay ăn á các bạn. Thì anh thấy là cái không khí mà Tết và chuẩn bị Tết ở Việt Nam này anh cảm thấy như thế nào? Chuẩn bị Tết hả? Có nhiều cái, có nhiều món ăn để chuẩn bị ở tại nhà, và mỗi người đang đài và uống rượu và bia. Anh thấy rất ấm áp luôn. Tết ở Việt Nam rất là ấm áp. Rồi anh thấy là mình chuẩn bị, mình dọn dẹp nhà cửa nè. Mình repair everything in house, clean house, and clean around the house. And the food in Tết holiday. How do you feel about that? The food in Tết holiday rất ngon. Anh rất thích. Thích kho lúc trước nè. Mẹ cô Nguyễn nấu ăn cho anh bao nhiêu lần này. Like, sometime đôi khi. Cho nên anh chưa biết là món thích kho là món ăn truyền thống Việt Nam lúc Tết. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ là người Việt Nam rất may mắn cho nên có thịt kho. Không có, tại vì lúc trước là mẹ làm thịt kho cho anh, nhưng mà không có phải là làm thịt kho bằng kiểu kho tàu các bạn. Cái này là kho tàu, kho của tàu. Tết. Còn hôm bữa mẹ làm là thịt kho, chỉ là kho thôi. Kho thôi. Dạ. Chứ không phải là kho trà, kho tàu, kho trứng. Different style. Cho nên là khi mà bây giờ anh ăn thịt kho này, anh nói là rất là ngon luôn. Và anh cảm thấy là cái món ăn Tết Việt Nam. Đó là lý do cái này rồi. Ngon hơn thịt kho chứ hả? Đúng rồi. Nó có mùi khác. Cái mùi mà của mỡ á, mỡ mà nó rượu á, thơm lắm. Thì anh thấy Tết Việt Nam ấm áp ha. Ấm áp lắm. Dạ. Có nhiều hoa cho nên đẹp. Nhưng mà có một điều là mình mỗi lần Tết á, cái mình dọn dẹp cực ha. Rồi, thôi tới đây mình xin kết thúc video nha các bạn. Chúc các bạn có một mùa xuân vui vẻ. Chúc các bạn chúc mừng năm mới nha.
đón Tết ấm áp bên gia đình. Rồi Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Ok. Bye bye. Bye bye.